thời tiết mới nhất, Bắc Bộ sắp đón mưa lớn, nguy cơ sạt lở ở vùng núi. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt vào ngày mai, 28 tháng 8, do vùng xoáy thấp ở phía đông đang di chuyển về Việt Nam. Dưới tác động của trường gió phân kỳ Bắc đến Tây Bắc, hôm nay 27 tháng 8, ở Bắc Bộ trời ít mây, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 33 đến 35 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như thành phố Bắc Ninh 35,5 độ, Hiệp Hòa, Bắc Giang 35 độ, Láng, Hà Nội 35,2 độ, Hà Đông, Hà Nội 35,4 độ, khiến trời khá oi bức và khó chịu. Tuy nhiên, sang ngày mai 28 tháng 8, nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt do một vùng xoáy thấp ở phía đông đang di chuyển về phía Việt Nam. Vùng xoáy thấp này tác động đến các tỉnh ven biển phía đông, sau đó mở rộng vùng mưa sang khu vực Trung Du Bắc Bộ, đến tối và đêm mai sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do tác động của những cơn mưa dông, từ ngày mai nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm 2-3 độ xuống dưới 35 độ và nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn. Đến khoảng ngày 29 tháng 8, vùng xoáy thấp sẽ di chuyển hẳn vào giữa Bắc Bộ, tạo ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng trên toàn Bắc Bộ, cũng như các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo đợt mưa này sẽ xảy ra dồn dập từ 29 tháng 8 đến 31 tháng 8. Các tỉnh vùng núi phía Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình đều là những vùng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, kèm theo nguy cơ về các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa dông cũng làm gia tăng nguy cơ về hiện tượng lũ quét và trượt lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc. Từ ngày 31 tháng 8, mưa ở Bắc Bộ giảm dần. Trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, ở Bắc Bộ và Hà Nội, trời sẽ có mưa về đêm và sáng, ngày trời nắng, nhưng không xảy ra nắng nóng. Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện nay, 27 tháng 8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, với một vùng xoáy thấp trên khu vực Nam Trung Quốc, đang dịch chuyển về phía Tây. Dự báo, từ đêm 28 tháng 8 đến đêm 31 tháng 8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000 m, nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, đợt, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm, đợt. Thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày mai 28 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 có mưa nhiều nơi, riêng ngày 29 đến 30 tháng 8 có mưa vừa, mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, cấp 2. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước đêm 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, 3. Độ ẩm từ 55 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, 3. Độ ẩm từ 50 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 đến 98%.
nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C.